Chào các bạn, mình tính không có quay nữa nhưng mà mình thấy có những cái loại cây nó rất là lạ và giống như là một trong những người đầu tiên mà có sa đéc ở cái nhà anh Tùng đó các bạn, nên mình quay thêm cái clip này nữa. Đây các bạn thấy không, cái cây này là cây hồng hạc. Cái cây hồng hạc này các bạn, cây hồng hạc nhìn cái lá nè. Cái hoàng hậu là mình ở, trời ơi đẹp quá. Cái này là để lấy lá ha anh, mình kiên sử dụng lá, kiên, kiên lá ha. Trời ơi đẹp quá ha, trời ơi lạ quá trời. Đây. Cái lá này là phải nói là cái lá độc chiêu luôn nè các bạn, gân lá các bạn đẹp không. Hoàng hậu đây, hoàng hậu đây là hoàng thượng ha anh. Còn cái cây này, cây em đang quay nè, cây này thì anh chỉ biết chuyện lá này, còn con trai không biết, tên con trai biết, cha chưa biết, con trai biết, con trai giỏi hơn cha luôn. Đây hoàng thượng, em ơi em mới biết mấy cái lá này nó rất là đẹp luôn nha anh. Có nè, các bạn thấy không, có những cái giống 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 đều. Hồng hạc nên là hồng hạc cái ba, hồng hạc hồng hạc hồng hạc ba. Trời anh, tức là một cái cây nhưng mà nó hai loại, hai loại cây. Cây hoa thì nó là đến cây hài nhất thế giới, cây hồng hạc thường thì nó không có hoa. Là cây trên lá nó không có những cái vàng đó, là cái này nhất thế giới là cái đó, người luôn hài hước bình yên thơ với cây nhất thế giới luôn. Một cái lá mà nó có rất là nhiều màu nè. Hiện tại thì cái cây này ở Sa Đéc mình được mấy người sở hữu anh? Hai. Ở Sa Đéc hiện tại chỉ có hai người sở hữu giống này các bạn. Sao quý dữ vậy? Không gì thích sở hữu cây này với anh ở đây. Cái này là tên gì vậy anh? Cái lá trắng xanh này. Cái cây gì không biết nữa mà anh cũng là cây hoa đó. Dạ. Chỉ biết là cây hoa thôi. Và cái chỉ lá này mình thấy được anh. Em thấy cái này nó cũng giống giống như hồng môn ngày xưa đó anh. Hồng môn đó. Đó đó. Nhưng mà đó là cây cây của nước, của thế giới. Nhưng mà nó rất là cây cũng nằm trong cây thế giới mà. Nhưng mà cái này là cái clip này mới là ăn tiền. Biết cái cây này là cây Nhật đó. Cây như đó là cây chỉ có màu rái. Cái này đúng á anh. Ôi trời ơi, cây qua mấy cái đó anh. Cái này là Nhật. Một thời tuổi xuất xuất xứ từ Nhật ha. Một thời tựa chim mơ. Một thời qua các bạn ơi, nè. Cây qua nè. Mấy cái đó anh. Tiếng qua. Dạ, tiếng qua. Ồ, vậy đó hả? Nay đàn con đã lớn thành nhân mãi ở. Thiệt chứ. Quá trời, cái clip này là mình thích lắm luôn các bạn ơi. Có những cái cây này mình rất là thích nè. Còn mấy cái này này là thường hả anh? Cái này ngọc điểm. Ngọc điểm em đang cây ren. Cây vanda. Vanda nè. Cái đó hồi nãy mình có quay vườn trước xuống sông kiển lá nè, sức mòn vai mỏi trên môi vẫn cười đen rét hả, đen rét đen rượu nắng đen rét. Con này là u ra quăng nè, u ra quăng đây, u ra quăng đây. Xin người luôn hãy sống bình yên thơ vơi. Bao ngày là một dạng sẽ tay thỏ. Tay thỏ dễ thương quá ha. Nó cái này hai cái tay này giống như hai con thỏ. Đúng rồi, giống như tay này. Mẹ ơi, sao mà tạo quá thiên nhiên ban tặng cho con người những cái mà hết sức là thú vị, hết sức là đẹp như các bạn ơi. Mình thích quá. Đây, cái này là dòng cáp nè. Dòng cáp đang nở một cái hoa. Để mình quay cái hoa đỏ. Hồi nãy mình gặp có một hoa đỏ có quay rồi, nhưng mà quay kỹ lại cho các bạn. Một cái màu đỏ thật là đẹp. Hoa
sâu rồi. Hoa vàng. Đây là dòng cát mà nở cỡ 3 tuần.